Trong bối cảnh nền kinh tế đang gặp nhiều thách thức như hiện nay, các ngân hàng trung ương lớn tại châu Á đã liên tục triển khai hàng loạt gói kích thích kinh tế để thúc đẩy tăng trưởng. Tuy nhiên, cho đến nay kết quả mang lại vẫn chưa thực sự rõ nét, thậm chí nhiều chuyên gia còn cho rằng các chương trình kích thích này có thể sẽ đẩy các nền kinh tế vào những rủi ro mới. Theo nhận định của nhiều chuyên gia kinh tế, các ngân hàng Trung Quốc đang dần mất đi tính hấp dẫn đối với những nhà đầu tư cá nhân. Chính tình trạng nợ xấu leo thang của hệ thống ngân hàng nước này đang là mối đe dọa lớn nhất của thị trường. Hiện tại, quy mô của hệ thống ngân hàng Trung Quốc bằng khoảng 3,5 lần quy mô của toàn bộ nền kinh tế trong nước. 4 ngân hàng thương mại lớn nhất của Trung Quốc đều nằm dưới sự giám sát của nhà nước. Trong đó, giá trị thị trường của 4 ngân hàng này ước tính là 278 tỷ đô la đối với Ngân hàng Công thương Trung Quốc ICBC, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc là 213 tỷ đô la, Ngân hàng Trung Quốc là 199 tỷ đô la và Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc là 190 tỷ đô la. Trong suốt thời gian khủng hoảng tài chính toàn cầu vừa qua, chính phủ Trung Quốc đã sử dụng các ngân hàng trong nước như một công cụ để bơm các gói kích thích vào nền kinh tế. Chính diễn biến này đã dẫn đến tình trạng vay nợ gia tăng tại các công ty nhà nước và nhiều công ty ở địa phương. Và hậu quả là hàng loạt ngân hàng hiện đang phải chịu áp lực nợ xấu leo thang, đặc biệt là khi mà tình hình lợi nhuận công nghiệp ở Trung Quốc liên tục sụt giảm. Bên cạnh đó, những đối tượng vay vốn còn phải đối mặt với chi phí lãi tăng cao. Mặc dù thời gian qua đã có số lượng lớn nợ được xóa bỏ và tới đây một số lớn ngân hàng sẽ được tái cơ cấu lại nguồn vốn, tuy nhiên việc làm này vẫn chưa mang lại kết quả thực sự tích cực. Ngoài ra, chính phủ cũng chưa có một kế hoạch hướng dẫn rõ ràng cho vấn đề cơ cấu nguồn vốn trong các năm tới. Hiện tại, những rủi ro của hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang được nhiều chuyên gia đánh giá là sẽ gây tác động xấu đối với nền kinh tế của Mỹ. Vì hơn lúc nào hết, hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang trở nên rất dễ vỡ, trong khi nền kinh tế nước này lại ngày càng có ảnh hưởng lớn đến kinh tế toàn cầu. Và cùng với những rủi ro hiện tại ở Trung Quốc, thì Ngân hàng Trung ương Nhật Bản BOJ cũng phải đang đối mặt với nhiều chỉ trích sau quy định đưa lãi suất về mức âm vào đầu tháng 1 vừa qua. Theo đó, lãi suất cơ bản đã được BOJ hạ còn âm 0,1% với mục tiêu là kích thích tăng trưởng cho nền kinh tế trong nước. Tuy nhiên, động thái này lại được đánh giá là gây nên sự bất ổn cho toàn thị trường và làm xói mòn niềm tin về cách điều hành của BOJ, khi mà thực tế cho thấy kết quả đạt được vẫn chưa như kỳ vọng. Bằng chứng là việc hạ lãi suất xuống mức âm đã thất bại trong việc kích thích thị trường chứng khoán và lại khiến cho đồng yên tăng mạnh trong bối cảnh nhiều ngân hàng trung ương khác đang chủ động hạ giá đồng nội tệ. Ngoài ra, nhiều chuyên gia cho rằng mức lãi suất siêu thấp có thể sẽ không giúp nhiều cho nền kinh tế, mà thậm chí còn ảnh hưởng đến lợi nhuận của các ngân hàng. Đến thời điểm này thì tình trạng giảm phát vẫn còn đeo đẳng Nhật Bản. Chính vì vậy, mối lo ngại đang gia tăng đối với tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế nước này trong thời gian tới. Bên cạnh đó, không ít quan điểm nhận định việc hạ lãi suất xuống mức âm cho thấy BOJ không còn nhiều lựa chọn khi mà hàng loạt chương trình nới lỏng định lượng được triển khai đang dần đi đến giới hạn. Mặc dù đang đối mặt với nhiều chỉ trích, nhưng trong cuộc họp vào tháng 3 vừa qua, BOJ vẫn quyết định tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ hiện nay, đồng thời hạ mức đánh giá về nền kinh tế và cũng đưa ra dấu hiệu sẵn sàng để thực hiện thêm các gói nới lỏng định lượng mới nếu như rủi ro vẫn còn đối với sự hồi phục của nền kinh tế Nhật Bản.